Giới thiệu bộ đầu xe ba bánh cho anh em chuyên độ chế xe ba bánh nhá. Đây là bộ đầu xe ba bánh hai giảm xóc, hai vai full đầy đủ, còi đôi, chip xi nhan, bánh trước 300-12. Đường kính bánh xe là 45 cm. Chiều cao của giảm xóc là 70 cm. Khoảng cách giữa hai giảm xóc là 12 cm. Chiều cao từ tay lái cho đến trục bánh xe là 95 cm. Đèn pha LED 5 bóng. Chắn bùn bằng inox 100%, không han gỉ. Dây phanh trước. Bánh trước có phanh. Trên đầu đèn là có công tơ mét, có báo hiển thị năng lượng, báo xi nhan, ổ khóa. Cụm công tắc rất là chất lượng luôn. Tay ra cụm công tắc rất là chất lượng bền, chứ không như những cái dòng của xe đạp điện kia nó nhanh hỏng. Thằng này rất là bền. Tay ga có công tắc tiến lùi. Bên này là công tắc đèn đầy đủ. Cái bộ đầu này cũng có thể sử dụng cho xe máy xăng. Và cái tải trọng thích hợp để dùng cho cái bộ đầu trước này là khoảng 3 đến 400 kg, là có thể sử dụng bộ đầu này bình thường. Rất là êm. Giảm xóc thủy lực. Các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại xe điện motordien.com.